Xin chào mọi người, mình tên là Toàn Thắng. Hôm nay mình sẽ quay quang cảnh của trại mình. Trại mình có địa chỉ tại thôn KTI2, xã Chư Cờ Bô, huyện Cờ Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cổng trước của trại mình. Đó. Trại mình tên là Hoàng Gia KN. Ở đây là cổng sau, bức tường thành được cover lại hình ảnh của Văn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Và bây giờ mình sẽ đi vào cổng. Đây là quán cà phê bên mình nha. View rất là đẹp. Khí hậu ở đây thì rất là tuyệt vời, mát mẻ. Đó. Mọi người thì đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Đứng trước này, mình đang quay này là cố xe gió để các bạn nữ check in rất là nhiều, rất là đẹp. Đó. Kia có mấy anh em mình đang hàn chuồng chó. Đây, đây là cái cổng này đấy ạ. Quản lý trưởng thành của bọn mình đấy ạ. Hiện tại thời tiết đang là sáng sớm nên chưa có khách. Phía sau kia là khu bọn mình nuôi chó đấy. Đó. Để mình dẫn các bạn. Đây, đây là khu vực nuôi Alaska, Husky, Golden. Đây, đây là các bé Alaska bên mình. Đây, buổi sáng sớm nên các bé đang hơi nắng. Chuồng trại thì anh em mình cũng vừa mới dọn xong và mấy anh em đang đi cho chó uống nước. Và lúc nữa thì sẽ cho chó ăn cháo. Đó, bên mình thì có Alaska này, Husky này, Akita này, Shiba, Golden, Kogi này. Và một số dòng chó khác. Đó, bên mình cung cấp con giống, phối nhận phối giống và cung cấp những bể cho con cho các bạn yêu thích. Đó, đây là anh em mình đang đi cho chó uống nước đấy ạ. Đó, mấy bé bự rất là to. Chuồng trại thì được xây dựng rất là quy mô. Ở đây mình có tầm khoảng trên 200 con chó. Đó. Đó, bé bự, ngoan 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 ngoan. Đó, đi cơ. Đây là bé Golden này, ở chung với em Alaska. Tại vì nhiều quá nên chuồng trại mình cũng chưa có diện tích để xây cho mỗi bé một chuồng được. Nhưng có một số bé phải ở chung với nhau. Đây, bé Akita này đang nằm phơi nắng đây. Buổi sáng chó phơi nắng rất là tốt nha các bạn nha. Lúc nãy thì mình cũng thả tất cả các đàn chó, các con chó ra ngoài sân chơi rồi. Bây giờ chuẩn bị đến giờ ăn thì mình chốt lại. Đó, còn dãy bên này là dãy những con chó đực giống tuyển với mình. Đó là mẹ Golden. Đây là bé Samoy nhá, lông trắng tươi đẹp luôn. Đó. Đó, của bé, hai bé này vẫn chưa có chỗ để vào, đang đứng ngoài. Rất là bự, lông rất là đẹp. Đây là bé Bột của mình. Đó, mặt rất to vuông, đã làm cha của rất nhiều đứa bé. Bé này hơi bẩn, lúc nữa mình sẽ cho đi tắm. Đó. Khu tắm thì mình cũng có một khu tắm riêng nhá. Còn đây là bé Mập này. Nó mập chưa? Bé này rất là mập.
hoặc lười quá cứ đứng dậy các bạn. Đứng dậy. Nhanh. Đứng dậy xem ạ. Thôi kịp chạy. Nó đây là bé màu hồng phấn, rất đẹp, lông rất là mượt các bạn. Đây là vĩnh sau kia là mình nuôi các dòng Corgi và Shiba, các dòng chó nhỏ. Hẹn anh em ở clip sau nhá. Anh em quan tâm cứ IP cho mình nhé.